Hello, everybody, welcome to Health VKT. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game lôi động H5. Đây, phiên bản quy khá là hôm hả? Ok, vô thì chúng ta sẽ có 10 triệu kim cương. Level 80 và một bộ trang bị ngoại trang gì nè. Đây. Đục bản này có ngoại trang mới kìa. Khá hôm nhưng mà không biết đây. Rồi nó cho cái kiếm bèo dữ ta. Cái kiếm 2 4 6 8 9 đục. Cây vũ khí 2 tỷ lực chiến. Wow. Kinh thật. Ở đây 2 4 6 7. Cái này thì ít hơn. Cây vũ khí có bộ ngon á. Cái vũ khí heo thấy khá là nhiều lực chiến. À. Ok, lên hẳn level 80 hả? Đó, full luôn level 80. Đậu xanh sao nó đứng nó luôn rồi ta? Chạy đi con, chạy đi. Ok, bây giờ nó mới chịu chạy đó. Ủa, rồi cái con nào là nhân vật chính? À, con này là nhân vật chính nè. Ok. Rồi ok, cho nó chạy đi. Cái này quà hả? Ok, quà thì nhận luôn hả? Ừ quên, thì trước nãy đi mua làm chi vậy? Quên, chúng ta được mát VIP 15. À ok ok, mát VIP 15 này. Rồi quà một đùi luôn trong này hả? Đan thú rồi các kiểu con đà điểu rồi. Ok, bây giờ chúng ta đến với không tin server cái này hả? Đây, lôi động H5 khai mở server 19, thời gian 11 giờ ngày 12 tháng 2 2022. Quy 15, quy VIP 15, 10 triệu kim cương, là 10 triệu kim nguyên bảo. Cài cuốc BK phiên bản 2021 độc nhất tại Việt Nam. Tính năng game event và vật phẩm duy nhất không nơi nào có. Vào game là đưa đồ hầm, đánh quái rớt rơi thần khí, lực chiến tỷ tỷ không giới hạn khả ga BK. Cài kim nguyên bảo một ải, cái gì rơi một ải. Boss rơi đồ hầm. Rồi tu vi chuyển sinh, điện thoại chơi nuột, máy tính cài ngon, tính năng dân cài game này cân hết ha. Thoải mái đi ngủ nhận quà, đua top lực chiến 7 ngày top 1. Vũ khí 5.000 chuyển hả? Chơi hả? Thời trang thăng cấp thạch nhân 20.000 chuyển sinh đan. Top 2 vũ khí 4.000 chuyển. Thời trang thăng cấp thạch nhân 15.000 chuyển sinh đan. Top 4, top gì, top 3, top 10, top 4 gì nè, nhóc luôn. Rồi ATM Momo khuyến mãi 80%. Đó, hotline kênh Zalo này nọ ha. Rồi group. Rồi ở đây anh em tâm quyết. Ủa, nhìn đồ ngon quá ta. Đồ khá là phê nhỉ. Có event gì đây? Event xúc tiến nè hả? Event xúc tiến gì đây? Quy VIP 15, 10 triệu kim nguyên bảo, thời trang ngu giác mi lọc. Event xúc tiến 10 group, chụp ảnh gửi admin, nhận được BMW 10 triệu kim nguyên bảo cộng 2 thẻ tháng cộng 2 cộng thẻ chí tôn, mỗi ngày xúc tiến 50 triệu kim nguyên bảo, 100 vé giả ngoại. À đồ game này cũng ngon đấy. Thời trang nè, nó nhìn ngon ghê, chu choa. Ok, ôi ôi nhìn kìa. Đó. Ghê 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 ghê. Được đấy, được đấy. Đục top nhìn cũng ngon nữa nè anh em. Đó. Ok. Rồi bây giờ chúng ta đi like xe để nhận code ha, nhận quà cái đã. Rồi mới nhập code xong hả? Mới tạo lại luôn nhân vật nha anh em. Tại vì nó yêu cầu cái tên tài khoản. Ở đây chúng ta đây nè. Đây nó không có tự nhận luôn anh em, nó bắt chúng ta phải nhập tên tài khoản hả, tên nhân vật.
đó là chúng ta phải nhập tên nhân vật bằng tay xong rồi chúng ta mới mở được mấy cái kia. Đậu xanh đó, đục có lai xe có bộ hôm ta. Ồ ngon ạ, à, ngon ạ, à, được ha, đục được cái cánh nữa kìa. Wow, à đâu không phải đâu rồi, không phải đây. Thời trang nè hả, thời trang thì hồi nãy chúng ta có cái áo đây đó, rồi cây vũ khí, vũ khí 2 tỷ lực chiến đây. Ok rồi, chúng ta được thêm cái cánh nữa, đâu rồi đây, cánh này bao nhiêu đây? Ôi cánh này cùi, cánh này ít đục, cái cánh này ngon gì vậy. Wow, ôi rồi ôi, những cái cánh mình cùi anh em, cái cánh này không được bự. Oh man, đây có nhiều cái cánh ghê không nè, đó. Nhưng mà có nhiều cái cánh VIP ha. Còn cái cánh mà mấy tỷ lực chiến, mấy chục tỷ lực chiến luôn. Đậu phộng đó. Cái cánh của mình là cỡ vậy thôi à. Nè đó. Rồi cái cánh phía sau nè. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Quá 15 là ta nói mấy ngàn lực chiến. Trời ơi. Rồi tới đây nó lắc luôn nè. Trời ơi. Thôi F5 luôn chứ. Kinh thiên động địa thiệt. À, vô cái cánh mà bấm vô mà xem cái cánh không mà nó muốn lắc luôn thì anh em tính đi. À, nó. Rồi coi mấy cái cánh phía sau coi. Này. Vậy là chỉ có hai cái cánh đó là cái cánh VIP nhất thôi ha. Còn mấy cái cánh này cánh 2 tỷ rồi. Cánh này cánh thường 2 tỷ. Vậy là có cái cánh đó thôi, có cái cánh này bị lắc nè, nhiều quá. Rồi vũ khí nè, vũ khí à vậy là vũ khí ở phía sau mới là vũ khí 2 tỷ. Vậy là nó sẽ có một cái vũ khí VIP hơn nữa. Vậy là nó sẽ có một cái vũ khí VIP hơn nữa. Nằm ở đâu mé dứ á. Rồi thời trang. Cái này có mấy cái món thời trang mới nè, đó. Đó. Đục, áo đẹp ha. Đó, đó. Ok man. Vừa nãy chúng ta mở thêm được cái gì nữa ta? Mà cái cánh này bự quá anh em, nó che hết mẹ nó rồi, không thấy được cái gì hết. À, đồ chí tôn. Ủa nó không có cho đá chuyển sinh nữa ta. Rồi hiểu luôn, cái này phải tự chạy nhiệm vụ và mở cái đánh boss rồi. Đánh boss nó rơi đá chuyển sinh nhiều lắm nha. Ok. Rồi, ok man. Hay VIP qua VIP 15 nhận luôn, nãy giờ quên anh em. Đây là Chí Tôn hồi nãy hữu tưởng đâu là đang chuyển sinh. À, được đang chuyển sinh thì thôi rồi luôn, thần trang hả? 10 triệu. Cái này giờ ok, tính ra mua nó mắc chứ nó cũng không có lợi lộc gì nhiều anh em. Ừ, mua thì nó mắc chứ cũng không có lợi lộc gì. Vậy đây. Quà vô hạn hả? Lắc xí ngầu, ok. Đó, đục được đồ hả? Trong này có thời trang không ta? Rồi còn được có một viên xuất sắc. À, lên được hai viên. Đó. Rồi rớt xuống một viên. Rồi xu luôn. Yeah, A-Zep hả? Đây, 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 có được. Rồi, có được một viên rồi ông nội ơi. Có được viên thì làm gì? Cái này phải lên level cao làm nhiệm vụ rồi đi chúng ta đi đánh boss đồ hả? Đó. Chắc đánh boss cũng khá là lâu à. Mà coi này nè, đó nó vô nó bữa một phát một à anh em. Cho mấy con này có đồ mà chứ nhìn nó trầm như nhộng nhìn kỳ quá. Đây tầm bảo, trời ơi tầm bảo cũng rẻ nữa anh em. Tầm bảo khá rẻ nha. Quan trọng chúng ta phải cho nó lên cấp cái đã. Xinh luôn quá. Đây bảo vật kích hoạt. Cánh chuyển sinh. Đây đây chuyển sinh lên. Rồi lên
được. Đồ gì vậy? Ủa gì rẻ dữ trời. À ok, là chuyển sinh được 18. À chuyển sinh 18 thì thôi rồi luôn. Bây giờ tiêu hao bao nhiêu đâu quý ơi, bỏ ra 1-2 triệu để mà kiếm đồ cho bọn nó thôi chứ. Ok, xuống 6,5 triệu đi. 6,5 triệu chúng ta sẽ ngưng. Rồi ok. Trời ơi, đồ là chỉ có đồ chuyển sinh 11, 12 thôi. Đó, ở đây nó còn xài đồ chuyển sinh 3, 12 nữa nè. Ok man. Còn ở trong này phải phân mảnh ra, tại vì nó đâu có đồ chuyển sinh cao đâu. À, hậu xanh đó. Ok, thôi rảnh này tách nó ra chứ bây giờ nhiều quá anh em. Đó. Ồ, bản này phê nha anh em. Vô là tính ra lực chiến chúng ta là 22 ức, là 2 tỷ 2 rồi đó. Tha hồ mà vô mà quẩy. Ý, có xuất sắc nữa nè. À, được một lần 3 viên hả? Ngon. Ừ, mà được có mấy viên đan nè anh em. Cái này phải đánh boss nhiều vô. Nếu phải là nhiều anh em là đánh boss rồi rớt ra rất là nhiều luôn. Tìm ban hội hoạt động gì đây? À, mua quà hả? Này có gì không? Cái viên đan này không biết mua về làm gì nữa. Tầm bảo tìm hẹn giờ giới hạn gì đó. Bản này thấy cũng đáng để mà chơi nha anh em. Quy khá nhiều hả? Vô là thấy 2 tỷ mấy lực chiến là thấy chạy nhiệm vụ ngon rồi. Đó, rồi chuyển sinh là cũng phê luôn. Đó, để coi đánh boss ra cái gì cái đã. Đây, mở được boss rồi hả? Đây, boss, đây, đục boss chúng ta có rơi hẻ nạp kim nguyên bảo rồi các kiểu nha anh em. À, ok, ok. Dạ, túi đầy rồi, ok man. Đó, vô khiêu chiến boss. Chết bà chưa, con này bự quá. Đánh chắc không ăn được quá. Ok, đánh được. À, rơi, đâu. Ô, rơi hẻ kim nguyên bảo hả? Oh man. Rồi rơi chuyển sinh đan nè hả? Đây, ngon á. Boss 190 nè. Chết rồi, boss 190 ăn vẫn được luôn. Rơi kim nguyên bảo nữa. Ủa, đây hai hẻ này. Đồ ăn được kim nguyên bảo nha. Ê, được ha. Được á. Ok. Rồi, bản này thấy hôm này nha anh em. Anh em nào có chơi thì tải về ha. Link heo sẽ để dưới phần mô tả cho anh em nào có chơi thì tải về. Hãy đánh boss về đó. Oh man, thần ma vực thầm đây. Ơi, phải khiêu chiến cái đó không nổi đâu. Chiến 4 rồi. Đó. Kiểu chiến con này có rớt kim nguyên bảo không ta? Đồ rớt luôn hả? À, vậy tính ra cái nào nó cũng có rớt. Vậy thôi ta ăn boss giả ngoại cho nó lẹ. Ồ man đó. Đồ, giờ tối cũng có người chơi nữa kìa anh em. Đó. Ồ, boss thuộc về mình. Đó. Được. Rồi boss khó. Ở đù. Lẹ dữ ta, có hàng đang đi săn boss rồi. Game vẫn còn chơi ngon ha, và có nhiều anh em đang chơi nữa ha. Đó. Rồi ok, nhắc lại thông tin server chúng ta có Lôi Động H5. Đó, open S19 vào 11 giờ ngày 12 tháng 2 ha. Anh em nào có chơi thì tải về, link heo sẽ để dưới phần mô tả nha. Ok. Thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok, bye bye.